ngoài cơ thể cho một bệnh nhân 41 tuổi từ Hà Nam. Đấy, chúng ta đang gọi là phương pháp tán ngoài cơ thể. Đầu tiên thì giới thiệu qua các bạn cái phương pháp này như thế nào. Phương pháp này là chúng ta sẽ dùng sóng từ ngoài vào, đi qua môi trường nước vào cơ thể và định vị đúng cái viên sỏi và tán vỡ ra. Mình cứ tưởng tượng là đây là một cái quả thận như thế này. Viên sỏi nằm trong thận này và sóng nó đập từ ngoài vào và nó truyền vào tới viên sỏi và nó vụn, nó trôi xuống ra ngoài. Đấy là kỹ thuật tán ngoài cơ thể. Vậy kỹ thuật tán ngoài cơ thể nó có hai cách định vị viên sỏi. Muốn tán được phải định vị, đúng không? Cách thứ nhất là mình định vị bằng siêu âm, và cách thứ hai định vị bằng tia X quang. Thì thường thường các bạn nào đã tán ngoài cơ thể rồi, chúng ta thường là đã được các bác sĩ định vị bằng tia X quang, đúng không? Tuy nhiên là chúng tôi không sử dụng tia X quang định vị mà chúng tôi sử dụng bằng siêu âm. Bởi vì định vị bằng siêu âm thì nó hoàn toàn không hại gì cả, đúng không? Tôi và bệnh nhân cùng chung một phòng nói chuyện thoải mái. Đấy. Anh có đau không? Bây giờ anh có đau không? Dạ không đau lắm ạ. Bây giờ chuẩn bị làm nhé. Dạ vâng ạ. Đấy. Anh và tôi cùng một phòng cứ thoải mái nhé. Dạ vâng ạ. Đấy. Đấy, các bạn nghe thấy bệnh nhân tâm sự cùng bác sĩ. Và bây giờ các bạn nhìn cái siêu âm đây. Các bạn nhìn hình siêu âm. Đi gần và các bạn nhìn thấy hình siêu âm đây. Cái viên sỏi đây là chính là viên sỏi đây. Đó. Đấy, đây là viên sỏi này. Và bây giờ tôi sẽ tán vỡ viên này ra. Đấy, các bạn đã nhìn từ xa. Và đầu tiên chúng ta phải cho tí nước vào một tí. Tại vì môi trường nước thì nó mới vỡ. Đấy. Đó. Và bây giờ sau khi nước ổn rồi và chúng ta sẽ bắt đầu đi. Chuẩn bị định vị sỏi. Gọi là gì ạ? Chỉnh máy. Đấy. Đừng giật mình, đừng sợ nhá. Đấy, không sợ chết gì cả. Bắt đầu chuẩn bị tán nhá. Bạn sẵn sàng chưa? Vâng, sẵn sàng ạ. Sẵn sàng rồi đấy. Chúng ta bắt đầu tán, đừng có giật mình, không sợ đâu. Bắt đầu này, là cạch một tí. Thế thôi. Đấy, không đau đúng không? Đó. Không đau đớn gì cả. À, trước bệnh nhân đã tán rồi. Nhưng mà trước đây là anh tán bằng X quang hay là bằng như chúng tôi đang làm đây? X quang. À, trước đây tán bằng X quang. Bệnh nhân mà trước đây tán bằng X quang. Trước em tán ở nước ngoài. Đấy, bệnh nhân mà trước đây tán ở nước ngoài và dùng X quang. Đó. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi sẽ định vị bằng siêu âm như các bạn. Thì các bạn đỡ phải sợ. Sợ kia. Làm này bệnh nhân và bác sĩ là nói chuyện nhau được. Đứng gần nhau nói chuyện. Alo, alo. Alo. Ok, cái đấy qua ra. Ok, anh xuống đây nha. Rồi. 4, 7, 3, 3, 7. Alo. Alo. Đúng rồi, nói đi. Rồi, anh đang... Có đợi cửa phòng, đợi anh cửa phòng. Rồi, nha. Các bạn thấy thú vị không? Anh có đau đớn gì không? Không ạ. Đấy. Này, trong người thấy thoải mái không? Thoải mái ạ. Trước đây anh đã tán ngoài cơ thể ở đâu rồi? Ở bên Hàn Quốc. Đấy. Ở Hàn Quốc đúng không? Ừ. Hồi đó người ta định vị bằng gì? Bằng X quang. Đấy. Người ta định vị X quang đúng không? Định vị X quang thì nó có tia. Tia bắn vào thì nó sẽ làm cho chúng ta rất là sợ đúng không? Nhưng bây giờ người ta định vị bằng siêu âm thì mọi vấn đề đơn giản hơn. Như vậy là tôi giới thiệu các bạn cái kỹ thuật gọi là tán sỏi ngoài cơ thể định vị bằng siêu âm. Bây giờ tôi giới thiệu qua một chút. Đấy. Chỉ định viên sỏi không được to, kích thước khoảng dưới 2 cm nằm trong thận. Đó, niệu quản thì là kích thước nhỏ hơn. 2 là chức năng thận phải tốt. 3 là không có tình trạng nhiễm khuẩn. Đấy.
một số trường hợp tán sỏi sẽ không thành công nếu như bệnh nhân có béo phì, là không định vị sỏi được. Đó. Thời gian tán như này khoảng 30 phút, sau đó sỏi tự ra, tự vỡ ra và trôi ra. Nhược điểm của sỏi là gì ạ? Khi sỏi cứng không vỡ được. Tán đôi khi phải tán một vài lần và gì ạ? Và khi sỏi trôi ra nó có thể đau một chút, lúc đó phải dùng giảm đau. Thời lượng tán như này sẽ 30 phút nữa sẽ kết thúc. Như vậy là chúng ta đã giới thiệu một khái quát cho các bạn xem phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể định vị bằng siêu âm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúng ta không quên ấn đăng ký kênh để chúng ta nhận các clip tiếp theo.